Em nghe thằng Trư nó úp mở rằng ở Hưng Hóa có người của nó chuyên lo khâu vận chuyển hàng và bãi đáp. Mình phải tìm bằng được cho ra cái thằng Ôn này. Anh này, việc này anh nói sếp Hà chỉ được báo cáo với giám đốc thôi. Tin quan trọng đấy. À biết rồi, lát tao sẽ báo liền. Mấy hôm nay ở ngoài có gì mới không? Yên ắng, tao đã bảo mày rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bây giờ mày với ổng mà có ở trỏng cả năm, chẳng ai kiểm tra nữa. Không chủ quan ở đâu anh ơi. Anh nhắc với thằng cu vào ngoài, chú ý kiểm tra. Công an hay kiểm tra đột xuất. Hơn nữa, khách của đồn biên phòng hay qua. Ở nhà có gì mới không anh? Nghe đồn là có dư luận nói là sẽ kiểm tra về chỉ đạo án của sếp Hà với sếp Hoàng. Họ vinh vào cớ mày có thể bị bắt hoặc bị bắn chết. Bẩn thỉu đến thế là cùng. Mấy sếp cũng bực lắm. Không biết thằng nào chơi hèn vậy. Có gì khó đâu anh. Ý mày là... Anh cứ thử nghĩ mà xem. Thằng nào được lợi nhất trong việc sếp Hà bị kỷ luật là sẽ rõ. Tôi chúa ghét cái trò tiểu nhân ném đá giấu tay. Anh Hà, theo anh thì tác phẩm này của ai? Tôi nghĩ chỉ có người trong đơn vị tôi mới biết những việc liên quan đến vụ án Mường Kim. Tuy đã có một số nhận định, nhưng tôi xin phép chưa kết luận vì các căn cứ chưa rõ ràng, e rằng gây chia rẽ nội bộ. Thế còn anh Nhẫn, ý của anh thì sao? Ý tôi thì chúng ta không quan trọng cái việc lá đơn này, mà chúng ta quan trọng ở cái việc nội dung lá đơn nói gì, sai phạm của cán bộ chúng ta ở đâu. Và lúc ấy thì chúng ta mới làm việc, chứ chúng ta đừng bắt bẻ xét tét cái việc lá đơn này do ai viết. Nhưng mà đây là đơn nặc danh, cho nên theo quy định ta không cần phải xem xét. Vâng, đúng thế. Nó là thư đặc danh thật. Nhưng nếu nó đủ căn cứ để chúng ta phân tích rằng sai phạm của cán bộ chúng ta ở đâu và tại sao, tôi đề nghị anh, ngay ngày mai ta đưa việc này vào cuộc họp bí thư đảng ủy. Có chuyện gì mà anh cười vậy? Nay mà có chuyện gì vui em có kể. Không việc của mày. Ăn đi. Đảng ủy ban giám đốc đang họp xem xét về trách nhiệm của hai lão kia và cả thằng Triều cái vụ ở Mường Kim nữa. Sắp có chuyện hay rồi đấy. Hay sao vậy anh? Đảng ủy đã bao gồm tất cả những người mà bỏ phiếu cho nhân sự trưởng phòng anh. Thằng Hoàng dính chảy này đã có đứng vào mặt.